Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt online các phần mềm của Adobe và Crack. Thì để các bạn cài đặt được các phần mềm Adobe Online thì nhất là các bạn phải có một máy tính nối mạng rồi. Thứ hai nữa là các bạn cần có cốc cốc của Google Chrome, các bạn vào adobe.com. Đấy, thì khi mà bạn adobe.com ấy thì nó sẽ cho bạn một loạt các danh mục ở đây. Các bạn có thể là vào cái mục Creative Design, các bạn chọn View Product thì nó sẽ ra tất cả các sản phẩm của Adobe. Ở trong này thì Creative Cloud là cái đứng đầu, thì các bạn là download về. Đấy. Nó là cái thằng quản lý tất cả những cái kia, các bạn thì thấy là Creative Cloud nó là viết tắt là CC, nên là cái này nó sẽ là sau này các bạn cài đặt ấy nó sẽ là Photoshop CC đúng không? Đấy, Photoshop Creative Cloud 2017. Thì cái này nó sẽ quản lý tất cả, nên là các bạn chỉ cần download này về thôi. Thì khi bạn download về các bạn mở lên ấy, thì nó sẽ như này, mất một thời gian update nó hơi lâu một tí. Ở đây thì cái của mình ấy là nó sẽ ra một loạt các cái, ví dụ như start trial ở đây, là dùng thử ở đây, dùng thử ở đây, dùng thử ở đây. Hoặc là ví dụ như After Effects mình cài rồi thì nó sẽ có update. Đấy. Thì nếu như bạn máy đã có rồi thì nó sẽ hỏi các bạn update hay không, còn nếu bạn chưa có thì nó sẽ hỏi là có dùng thử hay không. Đấy, điều kiện để các bạn có mấy cái này ấy, thì bắt buộc là các bạn phải có tài khoản Adobe. Đấy, thì các bạn lập tài khoản Adobe thì các bạn vào web adobe.com này, đây này, mình đăng nhập hết rồi. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì khi bạn đăng nhập này vào thì nó sẽ dùng chung một cái tài khoản này cho tất cả các cái Adobe, các bạn sẽ có một cái gọi là cái liên kết giữa các phần mềm với nhau. Đấy, sau này mình sẽ có một cái clip hướng dẫn các bạn làm nào để sử dụng cái tài khoản này một cách hiệu quả nhất. Đấy, còn bây giờ thì bắt buộc các bạn phải có tài khoản. Thường tốt nhất là các bạn nên có tài khoản đi, bởi vì mình dùng nó đến khá lâu. Đấy, thì khi mà bạn tài khoản này rồi thì nó sẽ cho bạn update start trial này, dùng thử được 7 ngày. Sau 7 ngày nếu có vấn đề thì bạn correct. Correct thì không gì khó cả. Correct Adobe là dễ nhất của đất. Đấy, các bạn chỉ cần ví dụ như đây mình sẽ cung cấp cho bạn cái setup này. Adobe này. Ví dụ nha, nếu như mà mình có 2015 thì mình correct 2015, còn 2017 thì correct 2017. Còn nó có cả 2018 rồi, 2019 thì mình chịu. Mình đợi mọi người làm correct 2019 ngon lành thì mình correct. Bây giờ các bạn sẽ thử nhá. Ví dụ nha, khi bạn cài xong rồi các bạn mở cái này lên, nó sẽ có một cái gọi là patch, là vá ấy. Đây. Thì cái patch này nhiều khi nó bị mất bởi vì cái phần mềm diệt virus các bạn, nên là nếu như mà các bạn có phần mềm diệt virus thì tốt nhất là các bạn thoát đi. Thì tất cả những cái phần mềm nào ví dụ như là nó kiểu Cyber Kai hay là cái phần mềm nào đó, ví dụ Defender Windows chẳng hạn, thì nó hay xóa cái patch này. Thì các bạn cứ đút vào các bạn chạy thôi, yes. Đấy, thì nó sẽ nhạc. Thì các bạn dùng thoải mái, dùng tẹt bô, dùng bao giờ chán thôi. Nên là mình có một cái nói với các bạn là này, thực chất đấy là Adobe ấy, nó sáng tạo ra các phần mềm này ấy, là để cho các bạn là gọi là thiết kế và sáng tạo. Ở đây là dân Việt Nam là dùng chùa nên là không thấy cái giá trị phần mềm. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chính xác mà mua phần mềm ấy thì mỗi tháng các bạn phải bỏ ra tầm 9 đô, hay là nói chung là tầm 9 đô một tháng. Đây, 2 lít một tháng. Ví dụ nhà mình sẽ xem view product này. Mình sẽ buy now chẳng hạn này, thì các bạn thấy là nó có các gói photography này, gói đơn này. Nó rơi khoảng độ 9 đô đây chẳng hạn. Đấy, mình cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Nói chung một tháng các bạn sẽ tiêu tầm khoảng độ từ 200 đến mấy trăm nghìn đấy. Thì đương nhiên là các bạn dùng như thế thì các bạn phải kiếm ra được ít nhất là hơn 200 nghìn để các bạn trả tiền cho cái phần mềm, đúng không? Ở đây thì dân design Việt Nam nhiều khi là cả tháng chả động đến phần mềm nếu như mà có công việc khác. Đấy. Thì đấy là mình nói mấy bạn gọi là không chuyên thôi nhá, còn mấy bạn chuyên thì ngày nào cũng mở lên không nói. Còn mấy bạn chuyên design thì mở phần mềm suốt ngày. Thì làm sao để các bạn sử dụng cái thằng Adobe Photoshop này một cách hiệu quả nhất, và các phần mềm như này một cách hiệu quả nhất. Thì Adobe nó mong muốn các bạn tạo ra các sản phẩm có cái tính chất sáng tạo nhiều, kiếm được ra nhiều tiền hơn.
chứ không phải là các bạn mang đi nghịch mấy cái linh tinh tinh như mình hay nghịch từ ngày xưa. Đấy thì nói chung là như thế, mình có một cái gọi là nhận xét nhỏ nhỏ như thế. Làm sao để sử dụng cái phần mềm này một cách hiệu quả nhất thì các bạn phải cải thiện bản thân. Ví dụ như mình sẽ không chỉnh những cái ảnh nó linh tinh tinh, ví dụ như là nghịch cắt ghép vớ vẩn chẳng hạn. Các bạn sẽ hướng tới làm sao để các cái sản phẩm mà nó có tính chất thương mại nhiều tiền hơn. Ví dụ như chụp ảnh sản phẩm đấy, các bạn chụp bạch phát là các bạn chỉnh xốp mấy cái là các bạn có tiền rồi, còn hơn là các bạn đi chỉnh mấy cái ảnh cắt ghép vớ vẩn. Đấy thì đấy là cái mục đích của phần mềm, tên của nó là Creative Cloud, là đám mây sáng tạo nha. Đấy thì chúc các bạn thành công.